Em xin chào tất cả cô chú chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Chi Lăng, đường Chi Lăng ngày xưa và bây giờ là Phan Đăng Lưu. Đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về bến xe xa cảng miền Đông, và bên tay phải chúng ta đó là cái lăng ông Bà Chiểu, cái đình rất là xưa ở Sài Gòn gia đình này. Rồi nữa chúng ta cùng nhìn lại ha. Và hành trình hôm nay em dẫn anh chị các bạn đi đi ngang một cái ngôi trường để đi đến một cái chợ Bà Chiểu, đó là trường Hồ Ngọc Cẩn ngày xưa, giờ đó là trường Nguyễn Đình Chiểu. Thấy ngôi trường rất là xưa cổ và đối diện với mặt chợ Bà Chiểu luôn. Cái ngôi trường nằm kế bên một cái cơ quan. Ngôi trường mang đậm kiến trúc thời Pháp. Sài Gòn bây giờ là hơn 11 giờ. Bên đây là khuôn viên của lăng ông Bà Chiểu. Và đây chúng ta có đường Trịnh Hoài Đức. Đường Trịnh Hoài Đức đi vô chợ Bà Chiểu này. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi đi vô ngôi chợ này ha. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến trên đường Chi Lăng và đi đến cái trường. Nhưng mà cái này chúng ta nhìn từ xa thôi ha. Tại vì bên kia qua đường không có chỗ qua đường. Nơi mình bên đây rồi, chúng ta sẽ đi một vòng vô chợ Bà Chiểu để xem những cái cảnh chợ ngày nay như thế nào ha. Thấy ngôi trường Hồ Ngọc Cẩn ngày xưa nè. Bây giờ là trường Nguyễn Đình Chiểu, trường trung học phổ thông. Cái nhìn cái cổng này là chúng ta thấy rất là xưa rồi nè. Cái cổng mà giống như cái cổng thành Gia Định, chỗ ngã ba Chi Lăng và Ninh Tiên Hoàng. Phía mặt bên kia là đường Lê Quang Định để đi về Gò Vấp. Ngôi trường này có hai mặt tiền. Rồi một lần nữa mời các anh chị và bạn cùng nhìn lại ngôi trường của mình ha. Nếu các anh chị và bạn có ai ở có kiến về ngôi trường này thì chúng ta cùng nhau comment chia sẻ ha. Trường có hàng cao rất là mát. Đi đâu mà dội mà vàng mà dắt sợi đá màu vàng phải dây nè. Dân chân ghé lại nơi đây chẳng có đá nào dốc, chẳng có dây nào phải hoàng nha. Đối diện cái trường đó là ngôi chợ Bà Chiểu. Ngôi chợ rất là xưa. Đầu chợ bán rất là nhiều hoa. Chúng ta cùng nhau đi một vòng vòng ngoài của chợ. Rồi mình vòng qua đường Vũ Tùng. Chúng ta sẽ kết thúc cái video một vòng chợ Bà Chiểu. Trong lòng chợ thì có bán rất là nhiều trái cây và buổi chiều bán đồ ăn rất là nhiều luôn. Đặc biệt có xôi bánh mì nổi tiếng. Ở đây là mặt đường Bùi Hữu Nghĩa, bán rất là nhiều quần áo, rồi dây nịt, rồi túi xách.
đặc biệt buổi tối bán rất là nhiều đồ luôn. Chợ này có chợ đêm nữa. Con đường Bùi Hữu Nghĩa này giống như con đường Bùi Hữu Nghĩa, cái tên giống như ở quận 5 vậy đó. Ta nhìn cái lồng chợ rất là cũ. Thôi, trời sắp mưa. Đối diện chợ bên đây có cái ngân hàng và cái ký túc cái cư xá, và bây giờ giống như cái chung cư. Còn rất là nhiều comment của các anh chị ở cái khu vực này, như là hẻm 60 Vạn Kiếp. Nếu chút nữa trời không mưa thì chúng ta sẽ gặp nhau ở những con hẻm đó nha. Chúng ta chỉ đi tham quan thôi. Còn mua thì chắc chúng ta không mua được, tại vì em không có đem cái giỏ hay là ai cầm giùm á. Nói có này đi cầm giùm, còn em cầm camera là lung tung các kiểu, nên thành ra rất là bất tiện. Mình hỏi là mình phải mua, không mua thì kỳ lắm. Nên thật thử mình đi xem nó. Ở đây thì bán dừa, nước dừa rồi cái dừa. Đây chúng ta có đường Bùi Hữu Nghĩa, thôi đường Vũ Tùng, giao lộ Bùi Hữu Nghĩa và Vũ Tùng. Có trái sầu riêng, trái sầu riêng rồi trái măng cục. Cái lồng chợ này rất là cũ. Bên trong đây bán trái cây, bán trái cây vừa đầu ăn. Tuy là trưa rồi nhưng mà rất là đông. Quá wow, chanh. Chanh 12.000 một ký. Quá trời chanh rồi.
có rất là nhiều nhà xưa cổ. Người ta nhìn kiến trúc là mình thấy rất là xưa rồi ha. Rồi, thẳng đường này là chúng ta sẽ đi ra cái đường Đinh Tiên Hoàng lại nè, và bến Lăng Ông Bà Chiểu. À, một số hình ảnh ở chợ Bà Chiểu gửi anh chị và các bạn xem ta để cập nhật những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay ha. Nếu chúng ta có những kỷ niệm về Sài Gòn ngày xưa thì cho xin các comment nha. Bên đây bán quá trời cây luôn, nguyên cái nguyên cái sạp trái cây quá trời lớn. Cái khu vực này là buổi trưa là người ta dọn rồi, thì bán buổi sáng rồi. Buổi chiều thì quần áo và đồ ăn. Bắp, cam, quýt, rồi trái sơ ri nữa nè, xoài. Qua đây là đường Trịnh Hoài Đức để đi ra cái đường Chi Lăng rồi. Đây có đường Phó Đức Chính, con đường như con hẻm vậy đó, nhỏ xíu à. Mang cục quá trời giá luôn, chỗ 35.000, chỗ 30.000, chỗ 25.000. Rồi, rất cảm ơn các anh chị các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Để tiện việc xem lại video thì các anh chị có thể bấm vào nút đăng ký màu đỏ đỏ và hình cái chuông để khi em có video mới thì các anh chị cập nhật sớm ha. Còn những cái comment của các anh chị các bạn, em sẽ lần lượt đi đến những cái địa chỉ đó và gửi các anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.